Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 9 tháng 6 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm nay và ngày mai, miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Dự báo đợt mưa diện rộng lần này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 6 sắp tới, với mưa lớn tập trung ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực vùng trũng thấp. Còn nền nhiệt trong ngày mai, miền Bắc vẫn duy trì ở ngưỡng thấp chỉ từ 29 đến 32 độ. Trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Thanh Hóa và phần phía Bắc của tỉnh Nghệ An cũng nằm trong vùng tác động của rãnh áp thấp phía Bắc. Vì thế, mưa dông cũng sẽ xuất hiện nhiều nơi. Các huyện phía Tây của khu vực Thanh Hóa, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ ở khu vực này ngày mai cũng ở mức chỉ từ 32 đến 34 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng nhưng mức nhiệt giảm nhẹ từ 35 đến 36 độ. Các khu vực còn lại nhiệt độ ở ngưỡng từ 33 đến 34 độ. Lưu xuống ở hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày mai trời nắng, về chiều và tối mai mưa dông xảy ra cục bộ. Nhiệt độ ngày mai ở khu vực vùng cao Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ với mức nhiệt từ 33 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực vịnh Bắc Bộ vẫn xảy ra mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới 10 km. Với khu vực hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt, không mưa, gió hướng Tây Nam mạnh ở mức cấp 4 đến cấp 5.